Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng các bác một số mẫu cần cao cấp bên Giang Trường Phi Sinh còn hàng. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đầu tiên là có cây Super Leader xanh ngọc 405 xích. Đấy, hàng còn rất đẹp nhé. Đấy, có một ít sức răm thôi. Đấy, với sức răm mờ vài với sức răm một phần sát đốt, còn lại thì hàng khá long lanh, hầu như là không có vết xước nào, nhưng hầu như là không có vết xước. Đấy, con này trang bị pad máy Fuji khoen 7 khoen Fuji Titanium. Đấy, 7 khoen Fuji Titanium này. Đấy, Titanium. Con này giá là 10.900.000. Cái này còn đối trọng nhá. Còn đối trọng, cái này thì không có bao, tặng kèm một cái bao sẵn như kia. Trị giá 200.000 nhé. Tặng kèm một bao. Bao cần dày dặn luôn. Trị giá là 200.000. Tiếp đến bên này. Tiếp đến em có cây Gamakatsu. Đấy. Gaya CX 30405 nhé. Sản xuất Man Japan, dàn khoen là 8 khoen Fuji Titan nhé, pad máy là Fuji, giá là 11.500.000, đầy đủ bao nhé, con này đầy đủ bao, hàng còn đẹp long lanh nhé. Đấy, có vài vết xước răm rất là mờ thôi, phải nhìn cận cảnh mới thấy nhé. Đấy, Gamakatsu 8 khoen. Đấy, bạn nào mà chỉ cần độ cứng đến C, những con này rất là ok, khoen trải đều 8 khoen, hàng nội địa luôn, Japan luôn. Còn bên này, bên này em có một cây Pricutter 35405 bản chỉ vàng nhé, bản chỉ vàng anh em này, bản chỉ vàng, hàng còn rất đẹp luôn. Đấy, mẫu này thì anh em biết rồi, mẫu này là sản xuất dành riêng thị trường nội địa Nhật, bản này nó rất ít và hiếm. Này, trang bị dàn khoen của nó này, 7 khoen nhé, trang bị 7 khoen. Con 405 này trang bị 7 khoen nhé, độ cứng AX. Đấy, trang bị 7 khoen nhé. Đấy, 2 khoen đề bà này. Đấy, trên ngọn thì có 5 khoen nữa. Đấy, đường dẫn thì khá ok, tầm trung, đường dẫn tầm trung nhé. Cần thì còn đẹp long lanh, đầy đủ đối trọng. Những cây này thì bao nó mỏng lắm, này em không kèm bao cho bác, mà tặng cho bác một cái bao dày dặn như kia, trị giá 200.000. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Pricutter 35405, giá là 8.600.000 nha, 8.600.000, độ cứng AX, bản chỉ vàng, bản riêng cho thị trường nội địa Nhật. Những cái mẫu sản xuất số lượng nó cũng rất ít, không có nhiều. Đấy, hàng còn đẹp long lanh nhé, đẹp long lanh luôn. Tiếp đến em có một cây Pricutter tiếp 35425, cũng bản chỉ vàng anh nhé, bản chỉ vàng nhé. Đấy. Đấy, trang bị của nó cũng là 7 khoen nhé, 7 khoen nhé. Đấy, trang bị là 7 khoen. Đấy, 7 khoen, hàng đẹp long lanh, chưa có tì vết luôn anh em, chưa có tì vết gì luôn, hàng đẹp long lanh này, còn chưa qua sử dụng luôn ấy, hàng này gần như chưa qua sử dụng. Trên cần các bác nhìn thật kỹ mới thấy một hai vết phẩy là trong quá trình em vận chuyển về để các cần nó chồng lên nhau. Giá là 10.800.000 nhé, 10.800.000, độ cứng AX, Pricutter, bản chỉ vàng, siêu hiếm, đẹp, không hiếm mà còn đẹp nữa, chứ không phải là hiếm mà nó xấu đâu, đẹp long lanh luôn, đầy đủ đối trọng nhé, tặng kèm một bao cần dày như này. Đấy, bao mỏng em bỏ rồi, bao mỏng của nó, bao nguyên bản nó mỏng bay rồi. Tặng kèm một bao cần dày. Đấy, Pricutter chỉ vàng 35425. Đầu này cầm đánh rất sướng luôn, thực sự ra nếu so với cái bản Daiwa S 35425, à quên, 33425 hiện nay ấy, thì không thể nào đánh sướng một con này được, con này đánh cực kỳ lẩy luôn. Giá 10.800.000.
phôi phước nó cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Còn bên này em có hai cây nhé, có hai cây Sup Leader đẹp long lanh luôn, 98-99%, hai cây Sup Leader SF405BX đẹp long lanh nhé. Đấy, cả cần chỉ có 1-2 vết phẩy rất nhỏ và nhìn rất kỹ. Đồng giá là 11 triệu 500 nhé, 11 triệu 500, hai cây đầy đủ bao cần đối trọng đầy đủ hết nhé. Đầy đủ đối trọng hết. Đấy, phun đối trọng, phun bao, hàng đẹp, gần như là không có tì vết. Giá là 11 triệu 500 một cây. Đấy, bạn nào có nhu cầu alo, em có một cặp luôn, cũng một cặp luôn. Đấy, còn bên này em có một cây Shimano Suco Tôm nha, SF425CX, hàng nội địa luôn nha. Đấy, tình trạng thì khá đẹp, con này khá đẹp luôn đấy. Cần thì cũng có một vài vết sức răm, nhưng không đáng kể các bạn, vài vết sức răm thôi. Hàng rất đẹp luôn, có sức răm nhưng không đáng kể, cái này còn rất đẹp luôn này. Giá là 7 triệu 200 nhé, 7 triệu 200 bản nội địa. Shimano Custom SF425CX màu bạc nội địa, dàn 5 khoen nhé. Đấy, dàn còn 5 khoen xích đen này. Đấy, giá là 7 triệu 2, con này đầy đủ bao. Đấy, đối trọng này, đầy đủ bao cần đối trọng. Đấy, còn full luôn, giá là 7 triệu 2 nhé. Đấy, còn bên này bên này em có một cây Twin này, Twin SF405BX nhé. Con này thì đã được lên một pad titanium và cũng được nâng cấp lên dàn khoen Fuji titanium 7 khoen nhé. Hàng đẹp, phôi còn đẹp long lanh luôn, phôi đẹp long lanh. Đấy, phôi gầu như không có vết xước. Đấy, có vết xước răm rất nhỏ luôn, khó nhìn. Nói chung bản cái phôi này là phôi cực đẹp luôn này. Giá 10 triệu, giá 10 triệu anh nhá. Cái này thì cũng không có bao nhá, không có bao nhá, 10 triệu không có bao. Đấy. À, 10 triệu này. À quên, nó có một cái bao mỏng ạ, có một cái bao bao mỏng kèm theo. Đấy, giá 10 triệu này. Đẹp long lanh luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Còn bên này em có một cây file ceramic này, SF405CX này. Đấy, xoắn toàn thân của Shimano, hàng nội địa nhé, hàng nội địa nhá. Con này thì trang bị một pad máy titanium, một dàn khoen Fuji 5 khoen ba chân nhé. Giá là 6 triệu 800 ngàn, 6 triệu 800 ngàn. Cần thì có xước xác theo thời gian nhá, có một số vết xước răm nhá, có một số vết xước răm. Giá là 6 triệu 8 nhé, 6 triệu 8, xoắn toàn thân luôn, nhẹ, cho bạn nào thích nhẹ nhàng. Tiếp tục bên này em có một cây Twin Power đầy đủ bao đối trọng. Cây này là 4m25BX nha, SF425BX Twin Power. Cây này giá là 11 triệu 300, 11 triệu 300, dàn khoen là 5 khoen, khoen gôn nha, khoen gôn. Hình thức thì có sức răm anh em nha, có sức răm. Đây, à đây này, cây có vết xước phần sơn khá lớn ở đốt 2 này. Đấy, xước sơn nhá. Đấy, cây này thì đốt gốc có xước răm này. Cây này nếu anh em lấy thì em sẽ hỗ trợ thêm. Giá báo là 11 triệu 300. Đấy, nhưng mà giá sẽ có thể hỗ trợ thêm với cây này. Đấy. Đấy, cây này thì các đốt khá là đẹp. Đấy, chứa nó xước ở phần gốc này, xước gốc. Tuyên, dòng tuyên thì chắc chắn xước gốc rồi. Đấy, phần này không tránh được. Đấy, xước gốc này. Mặt hai là có xước răm trên đốt cần. Đấy,
cần thì không hao hụt nguyên bản nhé, không hao hụt nguyên bản. Đầy đủ bao đối chậm. Giá là 11.300.000. Anh em lấy thì con này sẽ có fit thêm. Để con này thì em chưa kiểm tra các đốt đốt 2 nó có sức dâm nên là tình trạng như này thì em sẽ fit cho anh em. Nếu bác nào có nhu cầu thiện chí lấy. Còn tiếp đến em có cây Sub Leader SF425CXT, quyền CXT. Hàng đẹp nhá. Hàng đẹp 98%. Đầy đủ bao cần đối trọng, đầy đủ bao cần đối trọng. Hàng 98% gần như long lanh luôn. Hay gần như long lanh luôn. Giá cái này là 11.500.000 nhé, 11.500.000. Đây 11.500.000. Đấy, bạn nào nhu cầu alo nhá, đầy đủ bao đối trọng, full hết. Còn bên này em cũng còn một cây Submitter nữa, nhưng nó xấu hơn. Submitter C nhá. Đây em còn cây Submitter C nữa, cái này thì không bao, có đối trọng. Submitter SF425CX này. Đấy, nguyên bản chưa hạ phát, chưa hao hụt, nguyên bản hết. Giá 8.600.000. Đấy, có sức dăm. Như hình. Có sức dăm như hình. Bắt đầu cần chi tiết thì alo cho em. Nha. Đấy, tiếp đến em có cây Kitsu Master SS 33420. Giá rất là ok. Giá là 5.800.000. Em nhớ không nhầm hôm nọ trên hội nhóm nào trên Facebook anh em có một bác bán đồ cầu bãi, bán con Kitsu Master này SS 33405. Giá bán hôm nay bác ấy bán là 7.600.000. 7.600.000 thì cây đấy khả năng là đẹp hơn của em một chút thôi. Đẹp hơn. Mới hơn của em một chút. Đấy, thế mà giá 7.600.000 đấy, mà độ dài chỉ có 33405 thôi, còn cây này là cây Kitsu Master 33420. Đấy, độ dài hơn nha. Sản xuất tại Main Core này. Cái này giá có 5.800.000, độ cứng BX420. Nha. 5.800.000. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo em nhá. Cây này thì trang bị dàn khoen 5 khoen, hai khoen to nhất, khoen đề 3 là khoen gập này. Đấy, khoen gập này. Đấy. Còn lại là khoen ba chân và alo. Tiếp đến em có cây Shimano High Power Subcutom 405BX. Hàng còn khá đẹp. Đấy, có sức dăm nhé, có sức dăm. Còn bao cần. Giá là 5.800.000 nhé, giá 5.800.000, xoắn toàn thân luôn, độ cứng BX. Dẫn to, khoen to. Đấy, dẫn rất to luôn. Alo to, khoen cũng to luôn. Đấy, độ cứng BX. Đấy, độ cứng BX nhé. Subcutom High Power Custom 405BX. Giá 5.800.000 nhé. Tiếp đến em có cây Pricutter 30405. Bản này là bản chỉ xanh nhé, chứ không phải bản chỉ trắng nhé. Đây, bản chỉ xanh xanh. Đây, em. Bản này dành riêng cho thị trường Nhật nhé. Bản này riêng cho Nhật nhé. Đây anh em này, bản này bản bản chỉ xanh này. Đấy. Nhưng cái này thực ra nó thực ra nó vẫn là chỉ trắng anh em, nhưng nó vào keo anh em, nó lên hiện lên màu xanh này. Đấy, cái những cái bản về sau này ấy, thì anh em thấy là cái chỉ trắng này kể cả vào keo nó nổi. Cái chỉ này nó cũng màu trắng, nhưng khi vào keo là vào keo xanh. À, vào keo trắng nên nó trắng bốp hết. Trắng trong suốt hơn. Còn cái bản trước này. Những cái bản 405 này đều dành cho thị trường Nhật nhá, xuất về Nhật này anh em này. Đấy, cái chỉ của nó này cũng khác một chút so với lại cái bản 33425 mà chúng ta đang câu hiện tại bây giờ ấy. Đấy. Đây. Con này là 33405 nhá. Đấy. Có sức dăm nhá, có sức dăm. Có sức dăm nhá. Dành riêng cho thị trường nội địa Nhật nhá. Đấy. Những cái bản 405 anh em biết rồi ấy. Là nó phần lớn nó chỉ dành cho thị trường Nhật mà không sản xuất bán sang các nước khác. Chỉ có những mẫu sau này ấy thì chúng ta mới hay có là bản 405 nó bán ra cả thị trường châu Á hay các thứ. Còn phần lớn trước là nó dùng thị trường Nhật thôi.
Đây. Giá cái này là 6 triệu nhé, giá 6 triệu. Predator 33405. Đấy, xuất Nhật nhé. Giá 6 triệu. Còn bên này mình có một cây Skycutter 30405, 30405 bản thường nhé. Bản thường, bản blue, bản thường. Đấy, bản xoắn trơn nhé, chứ không phải bản xoắn nổi. Đấy. Con này thì vẫn trang bị dàn khoen K Fuji Titanium. Đấy, K Fuji Titanium. Vẫn 8 khoen nhé, vẫn 8 khoen. Dẫn 8 khoen này, 1, 2 này. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vẫn dẫn 8 khoen nhé. Đấy, vẫn còn đối trọng. Không còn bao. Giá là 8 triệu 600 ngàn. Giá 8 triệu 600 ngàn nhé. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy, ai có nhu cầu thì alo em. Skycutter bản thường 30405. 30405. Đấy, giá 8 triệu 600. Đấy là một số mẫu cần cao cấp bên Danh Trường Phi Sinh có hàng. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video.